Nếu như các bạn có sử dụng bất kỳ dịch vụ nào như ở Random Arc hay là các thứ gì đấy của Roblox cũng như là Free Fire, Robux này, Kim Cương này thì các bạn thì bấm ngay vào link bio mình để dưới phần ghim comment các bạn nhá, ở tất cả các video nha. Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với cả là Hungakia và chào các bạn đã đến một video nữa về reaction TikTok. Hôm nay tôi đéo có món gì để mukbang ở đầu video cả. Thế nên là thay vì mukbang, tôi sẽ giới thiệu với các bạn hai thứ mới ở trong vòng của mình. Đầu tiên đó là cái gương. Mẹ cái gương này nằm ở sau lưng mình nên là các bạn sẽ không thể nhìn thấy được. Đấy, thì đây là cái gương tai thỏ các bạn ạ. Có trị giá là 3 triệu đồng. Tôi đã mua để làm gì? Để chụp ảnh cosplay của người yêu. Và điều đấy có nghĩa là lần tới người yêu mình lên, người yêu mình sẽ cosplay cho mình xem tiếp. Và chúng ta sẽ có một vlog là mình sẽ dẫn người yêu mình đi chơi các thứ và xem người yêu mình cosplay như nào nha các bạn nha. Các bạn chuẩn bị đón chờ vlog tới của mình nha. Và thứ hai nữa đó chính là con capybara nằm ở kia. Bây giờ tôi sẽ bê nó ra chào các bạn. Các bạn nhìn các bạn tưởng nó nhỏ đúng không? Đây, con capybara này nó to, nó cao 1m2 hay sao các bạn ạ. Và nó to vãi đái. Thực ra là các bạn nhìn là các bạn thấy rồi, nó to hơn cả mình luôn. Hello, chào các bạn nha, đừng quên để lại một like và đăng ký nha. Ờ đấy, rồi capybara nó câu like câu đăng ký đấy. Nhớ để lại một like và đăng ký nha. Uầy, do nó béo quá nên là nó chiếm mẹ mất một slot giường của mình các bạn ạ. Nếu như mà người yêu mình lên là mình phải đá nó xuống giường. Tại vì nó béo quá mà. Nhưng mà hiện tại mình đang ngủ một mình nên là về cơ bản nó nằm ngủ như kiểu là thằng bạn cùng phòng luôn các bạn ạ. Mà lâu lắm rồi mình mới đi làm video reaction vào buổi đêm nữa các bạn. Bình thường là mình hay làm vào buổi chiều rồi cơ. Nhưng mà hôm nay thì mình lại làm vào lúc 3 giờ sáng rồi. Các bạn đã xem reaction của mình, các bạn có thể thấy cái giờ trên cái video luôn. Thì thế nên là mình nói hơi nhỏ tí, không sợ hàng xóm đấm, mong các bạn thông cảm nhá. Bạn nào muốn dùng dịch vụ gì liên quan đến Free Fire hoặc Roblox thì đừng quên bấm ngay vào link gọi là link tree ở ngay dưới phần ghim comment để có thể đến ngay với các dịch vụ shop của mình như là songhakas.com với cả là hungakiaroblox.com các thứ nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem TikTok nào. Let's go. cái này là cái chen mà cái gì đập bàn một cái xong rồi chứ. Ôi đúng không? Ờ, con chó này đoạn bắt đầu nó nói câu ôi thế này. Sao tôi lại nghe được ra cả ôi luôn nhở? Đỉnh thực sự ạ. Ê, tính ra ngày xưa hồi mà bọn mình còn nuôi một con corgi ấy, hồi đấy mình cũng thích muốn nuôi một con gọi là husky như này vãi các bạn ạ. Nhưng mà mấy con husky này nó hơi to, mình nuôi sợ là không nuôi nổi nó các bạn ạ. Vãi cả trưởng á, thật luôn à. Ui, nhưng mà trông dáng người thon như này, ui, trông cái bụng này thì đúng hàng real rồi các bạn ạ. Hàng real rồi, không phải là hàng độn đâu nhá, cũng không phải là trai đâu. Không phải là ma có trim trong quần đâu các bạn ạ. Này là ma này gọi là ma nữ này. Anh em nào sợ ma chạy đi để tôi cầm chân kẻ địch cho các bạn ạ. Tôi có hai tay. Tôi sau khi tan ca lúc 8 giờ tối. Cái này là ông chủ vẽ thêm cái lông mày cho nó đúng không? Sao nhìn nó bù. Chưa kể là em tó này chim còn to nữa các bạn ạ. Cái mắt của nó hơi buồn rồi thì chớ ông vẽ thêm quả chân mày nữa là trông mặt của nó chán luôn. Chắc tại nó biết là nó bị vẽ thêm cái chân mày nên là mặt nó bị buồn như này đấy các bạn ạ. Thôi đừng có giá như có thể ôm anh nữa. Anh có người yêu rồi không ôm vào đâu giá như ơi. Thực ra tôi đéo hiểu mấy cái bài ra như này nhảy có ý nghĩa gì cả. Phần lớn này mọi người xem là xem vì cái mặt thôi đúng không? Tôi cũng thế các bạn ạ. Lại là con gấu nó lắc đít đúng không? Ôi, tao tưởng nó là con gấu nó phi ra xong nó lắc đít. Nhưng mà cái quả gọi là bà ngoại này đang gọi là đan len xong rồi lắc đít này thì cái này thì hơi bất ngờ đấy. Tao cũng bị jump scare đấy. Quả nhạc Death Note. Ngồi giống lò thật.
Cái này nó gọi là mèo như lờ luôn các bạn ạ. Cosplay y như lờ. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Không biết là mấy người này đã uy hiếp mấy con mèo này bằng cái gì, hay là dụ dỗ nó như thế nào để mà có thể năm con mèo cũng đặt hai chân lên bàn ngồi như dự tiệc ngồi như dự tiệc như này được. Đỉnh thật đấy. Ôi quả dưa hấu dài thế. Ôi. Vậy là nếu như người dân ở nước này mà họ không có gì ăn thì họ có thể ăn dưa hấu thay cơm các bạn ạ. Tại vì tôi nhìn thấy đây là biển dưa hấu mẹ luôn. Ôi ôi, một quả to như này. Hình như ông này ông vừa nói skibidi sao các bạn ạ. Ui dồi ôi, vãi cả lìn ạ, nó nguyên luôn cả một cái sân vận động toàn dưa hấu luôn ạ. Anh Khánh Hoàng réo tên em Thủy nhá. Chúc cho em Thủy có buổi tối ngủ ngon, mơ đẹp, mơ đến anh. Chúc cho em Thủy 8386. Em Thủy mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn. 8386 là cái đéo gì? 8386 có nghĩa là tài lộc đồng hành, gọi là thần tài dẫn lối. Ôi ôi, ý nghĩa thế. Một đứa ngã cả hội ngã theo luôn, kiểu hiệu ứng domino luôn. Một em ngã cái mấy em kia đều đang nhìn chào khán giả. Ngã một loạt hết là hài thật. Thật là một ngày tồi tệ khi mà tao biết xem TikTok chúng mày ạ. Ôi mẹ, đấy có phải cứt thật không đấy? Cứt thật đúng không? Từ từ để tôi, một chuyên gia phân tích cứt. Tôi sẽ phân tích ra phải cứt. Ôi đéo giả được các bạn ạ. Cái này là cứt real rồi. Đoạn sau này thì mình không biết. Không, nhưng mà nhìn giống cục cứt vừa nãy lắm. Cái này khả năng là cứt thật các bạn ạ. Video thì cũng bình thường thôi các bạn ạ. Nhưng mà cái quả gọi là cái quả cáp thì tôi cũng thấy nó gọi là không bình thường lắm các bạn ạ. Xuất trong hay ngoài? Khả năng là đây là một suất ăn các bạn ạ. Ý là muốn ăn gọi là trong hay là ăn ở ngoài quán. Bình thường thì tôi về cơ bản tôi thích ngồi ở bên ngoài hơn cho nó thoáng các bạn ạ. Lâu lâu thì nó cũng hơi bụi một tí, nhưng mà nếu như mà đi một quán ăn mà có cái bàn ở bên ngoài trời, chắc chắn tôi sẽ chọn bên ngoài trời. Cho nên là tôi sẽ chọn là suất ngoài. Cái này là cái gì vậy? Uống cái gì đấy? Gói bù nước á? Ờ nhờ. Mà gói bù nước là cái đéo gì? Thật sự là mình chưa uống gói bù nước bao giờ. Hình như là khi mà chúng ta bị ỉa chảy ra ngoài, chúng ta ỉa mất nhiều nước quá, chúng ta sẽ phải uống bù nước đúng không các bạn? Và thế là bạn này, bạn ấy uống gói bù nước, xong bạn ấy uống cả nước vào, xong cuối cùng bạn ấy nôn hết ra, lại còn nôn thêm cả nước. Cái tính ra là bạn ấy sẽ bị thiếu nước hơn. Ừ, tính ra thà để uống còn hơn. Vãi lìn, nhạc bốc ấy. Ôi, chụp ở chỗ nào đây? Sao trông quả mái trong chất lượng này trường à? Thực ra tôi thấy ảnh 1 cháy hơn ảnh 2 các bạn ạ. À, cái video đầu tiên cháy hơn ảnh đoạn sau. Thử thách cấm cười, chế độ cực khó. Thực ra là nó không buồn cười lắm ấy, nhưng mà tôi đéo hiểu tại sao con bé này ban đầu nó đang khóc mẹ vì nó dãy hình đạch, tự dưng thả nó xuống nó lại nhảy ra, tí đéo nào tại sao thả nó xuống nó lại nhảy. Thực ra cái này chắc phải xem 2 lần tôi mới buồn cười, mất chứ 1 lần không buồn cười được. À.
ơi, các bạn thử dừng video đếm hộ mình xem có đúng 16.000 gọi là 384 cái ang không cái nhá các bạn nhá. Chứ tôi đếm là khả năng không giống 16.000 lắm các bạn ạ. Đầu tiên là phải đếm đây có bao nhiêu hàng. Sau đấy đếm một hàng có bao nhiêu cái. Tôi thấy không đủ 16.000 cái. Không thể nào đủ 16.000 cái được các bạn ạ. Một hàng này tôi tính chỉ chắc được tầm chỉ 40-50. Mà đây có bao nhiêu hàng? Ừ không, cũng có thể ở đây à, không thể gọi là 50 mà ở đây lại có tận 300 hàng được. Vô lý. Đéo thể làm mấy được. Thợ săn Hồng Hải Nhi tới đây. Đó chính là tao. Nếu như ngày xưa người ta muốn làm thợ săn quỷ, người ta muốn làm gọi là mẹ mày thợ săn tiền thưởng. Bây giờ tôi trở thành thợ săn trẻ em. Xong, khả năng sau khi tôi nói xong câu này khả năng là FBI open the door rồi các bạn ạ. Tôi nói đùa thôi các bạn ạ. FBI open the door. Chúng em xin kết thúc bài thuyết trình tại đây. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì đừng hỏi mình, bởi vì mình không phải. Cũng hay, cũng hay. Cause if my heart can't stop it, I'll find a way to back it back on. Ôi vãi cả nồi ạ, nãy tôi vừa nhận tôi là thợ săn tre em xong bây giờ lại gặp cả quả thợ săn ngư ma vương ạ. Trời ơi, có khi nào bây giờ tôi chuyển sang làm thợ săn ngộ không không? Quả này thì đúng là phải săn ngư ma vương thật các bạn ạ. Chứ cái này là không săn hà hồng hài nhi nữa rồi. Từng bị cả cộng đồng mạng toxic bé chết đã quyết tâm thay đổi trong nhiều năm qua. Sao trông giống? Nhưng mà sao người bé chết còn mấy cái vết này là cái gì đấy? Là bị bệnh gì xong rồi là phải dùng cái AA là kiểu phải chữa à? Cái này giống như là phải ngải cứu ấy các bạn ạ. Ngày xưa mình cũng đã từng phải ngải cứu rồi nên mình biết. Mà mặt của bé chết giờ trông giống thành côn đấy. Giống anh của Kelly vậy. Rác hút, à đúng rồi, cái này nó gọi là rác hút các bạn ạ. Cái gì cơ? Mèo với bò. Con mèo nó cầm đũa ăn bằng hai tay. Sao có cái đéo ở đây? Cái này là hai ông cosplay bò chứ đúng không? Sao trông giống bò thật thế này? Cứ như kiểu làm từ AI vậy. Sao cái chân thì là bò, còn tay này thì lại là người. Xong rồi còn gấp lẩu ngồi ăn mà. Lẩu này lẩu thịt bò đúng không? Khả năng là mấy con bò đang ăn lẩu thịt bò rồi các bạn ạ. Mẹ, gọi là quả video này cũng nội dung cũng đắt đắt bù bù là bao phết đấy các bạn ạ. Không có lối thoát khỏi thứ này. There's no escape from this thing. Mình thấy có gắn tác là game gọi là Jurassic World, Jurassic Park G mode, tức là cái game Gary mode phiên bản gọi là mode cái Jurassic Park à? Thế là đang chạy trốn khỏi con khủng long à? Cái game Gary mode này là hay chạy khỏi mấy cái thực thể các bạn ạ. Ví dụ như mấy cái khuôn mặt các thứ ấy, nó là kiểu game kinh dị ấy. Như này phải có cái đây hơn 20 năm mà các bạn ạ. Sao cái thang máy bấm kiểu gì bấm mãi mới chạy được vậy? Thang máy giỏ mà. Với cả đang bị cái gì đuổi vậy, khổ lắm bọn chú à, sao nghe tiếng gào, nghe ác quỷ vậy. Xuống tao gặp nó này, xuống tao gặp nó này. Chuẩn bị tinh thần nào các bạn ơi. Vì sợ bị dọa, tôi lên tháp phòng thủ. Tao lên full tank rồi. Cái gì đuổi đấy? À con khủng long, con khủng long. Chờ bị dọa, chờ bị dọa.
mẹ không dọa. Má mày làm tao nín thở từ đầu đến cuối, tao còn lên phun tanh nữa, cuối cùng mày không đa mà, đâu đa mà. Bình thường. Các bạn nhìn đây, các bạn tưởng giỏi đúng không? Sai, mình nói thật các bạn luôn nhá, mình đã làm được. Mong anh ra clip 63 ra 1. Cái đẹp. Hả? Cũng bình thường mà. Cũng bình thường, tôi làm được. Nhưng mà phát đầu tiên ông làm nhanh thật, kiểu mình gần như mình không nhìn kịp luôn. Ôi giời ơi, nhưng mà tưởng cái gì cũng bình thường. Nói thôi các bạn ạ, thực ra để mà làm nhanh như này thì người bình thường chúng ta không làm ở đâu. Chúng ta chỉ làm được gọi là gần gần nhanh bằng thôi. Chứ còn như ông ấy thì như là ông làm kỷ lục của ấy sao các bạn ạ. Ôi thật sự là hai ông ấy ghép thành con này ấy thật à. Hai ông ấy thật sự là ghép thành cái con hư con cổ thật à. Kì gái scary footage found skinwalker. Bắt gặp được skinwalker á. Đó skinwalker đó. Tính ra là đang 4 giờ sáng á. Pay close attention. Hình như skinwalker là cái con mà nó có thể biến thành mọi loài động vật hoặc là con người hay là các thứ, nói chung là nó biến kiểu biến hình ấy các bạn ạ, nó không phải là con người. Thì đây là chiếc khóa mõm dành cho những ai hay khẩu nghiệp bốc phét chém gió, hay nói xấu người khác, tô xích phông bạt các kiểu đều dùng được nhá. Thì đây là chiếc khóa mõm dành cho những ai hay khẩu nghiệp bốc. Tôi nghĩ ra là cái này cần phải cho gọi là tôi ngày xưa một cái các bạn ạ. Tôi của bây giờ thì không cần nữa rồi. À đúng rồi, nói mới nhớ nhá. Lâu lâu mình quay video reaction cho các bạn ấy, hay có mấy thanh niên ở bên dưới comment là mày nói nhiều quá. Mày nói ít thôi luôn à. Mày nói ít thôi. Tôi đã hiểu kênh của tôi làm video tôi phải nói chứ. Bây giờ bảo tôi không nói mà tôi kiểu. Thế thì các bạn xem ai? Xem gì? Ảo thuật à? Sao nó làm được như thế hay vậy? Nó quay ngược lại với tốc độ cao quá. Tức là mẹ mày bị chặn một que tăm ở đây. Thế là nó quay một vòng tròn ngược lại như này. Thay vì là nó đi ngay qua này á. Vô lý đéo chịu được. Nghe thôi là đéo tin được rồi. Nói thế chứ chắc là cái này nó mềm ấy các bạn. Nên là nó sẽ quẹt qua cây tăm ấy. Nó kiểu nó quẹt qua cây tăm một cái. Xong rồi nó sẽ vượt qua cây tăm ấy. Kiểu này. Kiểu bấm một cái này nó sẽ quẹt qua cây tăm. Mà nó nhanh thế nhở. Thật sự là không nhìn được luôn các bạn ạ. Đây là năm sự thật đáng sợ nhất về vũ trụ mà có thể bạn chưa biết. Nếu một thiên thạch hướng về phía trái đất, chúng ta thật sự không thể làm gì được ngoài việc ngồi đợi nó va chạm làm bay màu toàn bộ trái đất. Bất kỳ lúc nào, vành nhật hoa của mặt trời có thể phun trào hướng về trái đất. Nếu đủ mạnh có thể tạo ra bão, làm hư toàn bộ mạng lưới điện của chúng ta. Có những hố đen đang âm thầm du hành trong dải ngân hà. Và nếu chỉ một hố đen viếng thăm hệ mặt trời, sự sống của con người cũng như sự tồn tại của mọi thiên thể trong khu vực coi như kết thúc khi một
ai biết, lỡ đâu đi vào trong hố đen này tự dưng lại gặp ngoài hành tinh thì sao, đúng không? Ai mà biết trong hố đen có cái gì? Ngôi sao hết năng lượng, nó có thể phát ra một tia gamma bùng nổ cực mạnh. Và nếu một ngôi sao cách trái đất 3.000 năm ánh sáng phát ra tia đó và nó hướng về chúng ta, tầng ozone sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Cuối cùng, mỗi năm, số lượng rác thải ngoài không gian ngày càng gia tăng. Cứ đà này thì chúng ta sẽ có khả năng bị giam cầm trên trái đất bằng chính rác thải của mình. Ghê thật. Ôi, mẹ quả chuyện này thề các bạn luôn. Ngày xưa mẹ tôi đọc quả chuyện này, tôi mẹ kiểu cảm động vãi đái luôn. Câu chuyện đầu tiên ở trên sách giáo khoa mà làm tôi suýt khóc. Suýt thôi nhưng mà chưa khóc các bạn ạ. Ôi, rồi ok, để xem chuyện tiếp theo là gì. Người mẹ bảo vệ khỏi thần chết đấy đúng không? À, thế là bà mẹ chết đúng không? Nói chung là bà mẹ chết nhưng mà đứa bé thì sống. Rồi ghép nhạc, lại ghép nhạc của anh Sơn Tùng chứ. Hình như là cái này là cô bé bị gọi là ung thư thì phải, đúng rồi, bị ung thư, thế là gấp 1.000 con hạt giấy. Nhưng mà gấp xong thì em tỏi. Rồi, tiếp theo, thư gửi học sinh. Rồi, cái này là của bác Hồ. Rồi, cái này là nói về sự sụp đổ của chế độ gọi là phân biệt chủng tộc ở Mỹ này. Người gác rừng tí hon. Mình cái này mình đeo nhớ. Cái gì đây? Chuỗi ngọc lam. Ô, cái này tôi cũng đeo nhớ các bạn ơi. Công việc đầu tiên. Rồi, ok, cái này là đi giải đơn đúng không? Cái này đi giải đơn ngày xưa thời kháng chiến. Út Vịnh. Mấy cái chuyện này mình cũng nhớ sương sương rồi các bạn ạ. Tìm được em một... Trai trẻ tuổi là Hồng Hải Nhi, trai lớn tuổi là Ngư Ma Vương, trai nhà giàu là Thái Tử, các em gái nhỏ là Tiểu Tiên Nữ. Vậy ra đây là các cái khái niệm dạo gần đây đang nổi đúng không các bạn? Thế thì khả năng là tôi là Ngư Ma Vương các bạn ạ. Thế thì nghĩ lại là hai em vừa săn Ngư Ma Vương vừa nãy là khéo săn tôi các bạn ơi. Tính ra tôi cũng có gọi là trai trẻ tuổi gì nữa đâu. Tôi là cũng đến tầm Ngư Ma Vương ấy chứ. À khoan, không từ từ, mình là Thái Tử mà. Hello các em, Thái Tử Hùng Akira của các em đây. Ai săn Thái Tử đến săn anh đi. Đến săn anh đi. Ơ Thực ra tôi nghĩ là không chỉ bạn đâu, mà bất kỳ ai xem video này cũng thế thôi. Có ai xem nhảy dây đâu. À thì cũng có xem nhảy dây đấy, nhưng mà không phải là xem bạn nữ này nhảy dây, mà là xem cái gì đấy của bạn ấy nhảy cơ các bạn ạ. Ừ. Đầu tiên tôi tưởng là video ông này ông ăn ở thác nước có cái gì đặc biệt mà lại nhiều tim thế. Hóa ra là... Ôi giời ơi! Ôi giời ơi, hóa ra là gà ngon không phải vì thác mà gà ngon vì cái khác à. Mà thế giới đến vậy là cùng. Ok, thôi, chắc có lẽ video lesson của mình sẽ xin phép dừng lại tại đây thôi các bạn ạ. 4 giờ sáng rồi, tôi nghĩ chắc là tôi sẽ gọi là đi ngủ chút để còn dậy làm video fan file cho các bạn. Còn bây giờ thì video mình sẽ dừng lại đây. Nếu các bạn thấy yêu quý đừng quên lại cho mình xin một like và đăng ký nha. Hẹn lại các bạn trong các video reaction tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào, chúc các bạn tới lành. Đừng quên để lại một like và đăng ký nhá. See ya.